Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ sau mỗi dịp vui xuân đón Tết là thanh niên cả nước nói chung và thanh niên huyện Thanh Chương nói riêng lại hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Phấn khởi mong ngóng đến ngày được lên đường nhập ngũ, trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ là tâm trạng của em Nguyễn Viết Hùng ở xóm 6 xã Thanh Hương. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã viết đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chia sẻ về quyết định này, em Hùng cho biết được khoác lên mình màu xanh áo lính và được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội là ước mơ của em từ những năm học trung học phổ thông. Em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện bản thân mình hơn để mình được trưởng thành hơn. Em rất tự hào để gia nhập vào quân đội. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Thanh Hương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đối với nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đang đi làm ăn xa, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã phân công các thành viên phối hợp với các xóm tuyên truyền đến từng hộ gia đình, khẩn trương thông báo cho con em biết thời gian, địa điểm tham gia khám sức khỏe theo đúng quy định. Những trường hợp trốn tránh việc sơ khám tuyển sẽ bị xử phạt theo luật nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt các bước trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, xã Thanh Hương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn tân binh lên đường nhập ngũ. Cũng rất phấn khởi, năm Thanh Hương năm nay là có hai đơn là thanh niên tình nguyện là gọi như là khám tuyển qua kiểm tra sức khỏe là hai lần nam thanh niên đó cũng đảm bảo theo quy định. Có thể nói vào thời điểm này, không khí cho ngày hội giao quân trên địa bàn huyện đang được chuẩn bị các bước theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống quân đội, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở các địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, động viên tinh thần thanh niên và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để các tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Trước khi lên đường nhập ngũ là em được các cơ quan gia đình, được các cơ quan đoàn thể thăm hỏi và quan tâm, đấy là đó là động lực để em cố gắng hoàn thành xuất sắc các mọi nhiệm vụ trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, huyện Thanh Chương được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 315 thanh niên ưu tú tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó có 290 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Với phương châm giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không bị loại trả, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã triển khai đồng bộ chặt chẽ các khâu, các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức khám sơ tuyển, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, công bằng, đúng luật. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chốt quân số, đảm bảo giao đúng chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối trong ngày hội tổng quân sắp tới. Sau khi nhận được kế hoạch giao nhận quân của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Đảng ủy Ban Chỉ quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác sơ tuyển, tổ chức khám tuyển ở cấp huyện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thâm nhập và lựa chọn được các thanh niên ưu tú nhất để nhập ngũ vào các đơn vị quân đội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn thành và các thanh niên sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thanh Chương, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Với sự chuẩn bị chu đáo các bước tuyển quân cùng sự nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, các thanh niên ưu tú của huyện nhà lên được nhập ngũ đợt này sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, sẵn sàng quyết tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng ngày hội giao nhận quân năm 2024 của huyện Thanh Chương sẽ diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.